Không thể cản người sành ăn được đâu. Nếu họ muốn mang đồ ăn ưa thích vào phòng gym thì ai mà cản được chứ. Julia là huấn luyện viên tốt nhất thị trấn. Không mang đồ ăn vào phòng gym. Nhưng đôi khi bạn ấy cũng bị lừa. Erica muốn thử mạo hiểm. Nhanh nè. Quả tạ donut vào trí tưởng tượng đấy. Với món ăn thế này, bạn ấy có thể lo được mọi buổi tập mệt mỏi. Ngon quá đi. Một cái donut chắc sẽ không ảnh hưởng tới cơ bắp đâu. Người khác chỉ có thể ghen tị thôi. Không ai có quả tạ ngon như vậy đâu. Mẹo vặt thành công. Julia không cho bọn mình nghỉ ngơi. Quy tắc chính của bạn ấy là tiếp tục tập đến khi kiệt sức. Và còn tới nửa giờ nữa. Đây là thành viên mới khác nè. Bạn có thể thấy ngay Ryan không đến phòng gym thường xuyên. Nhưng cơ bắp của bạn ấy khá đấy. Muốn đạp một vòng không? Giờ Julia sẽ để ý kỹ bạn ấy đấy. Bạn ấy sẽ dạy Ryan cách đạp xe. Có vẻ Julia đã tính toán sai sức mạnh khen ngợi của huấn luyện viên rồi. Cái gì đây chứ? Bánh hả? Thì ra đây là nguyên nhân cơ bắp lại thế. Tệ quá Ryan, tệ lắm luôn. Ra khỏi đây ngay. Lại có bánh vụn nữa chứ. Đến lúc Julia đến lớp học yoga rồi. Kẻ ăn vặt khiến bạn ấy căng thẳng. Các sản phẩm vệ sinh rất quan trọng tại phòng tập gym. Làm sao bạn có thể xử lý mùi hôi trong lúc tập gym? Sally có chất khử mùi đặc biệt. Nó ngọt và rất ngon. Thay cho chai lăn là cây kẹo mút. Thông minh à nha. Giờ thì tập thể dục không vô vị rồi. Tiếp là các bạn tập của bạn ấy không có kẹo. Nếu ai đó có vẻ đáng ngờ, họ sẽ bị kiểm tra đấy. Lỡ như có hot dog hoặc burger giấu trong núi cơ bắp này thì sao? Nhưng Martin trong sạch. Bạn ấy không đến phòng tập để ăn. Bạn ấy muốn nâng tạ thôi. Bạn ấy chỉ mang theo nước. Cô gái này không có lý do gì để nghi ngờ. Có vẻ rất thành thật. Nhìn mắt của bạn ấy đi. Bạn ấy tập theo chế độ riêng. Và Julia sẽ để mắt đến người mới này ngay thôi. Wow, Polly có cả vài ký kẹo trên người luôn đó. Còn xịn hơn cửa hàng kẹo nữa. Có món chia cho mọi người luôn nè. Julia lại bị lừa bởi mấy kẻ lén mang kẹo này vào rồi. Nhưng Polly không tham ăn. Bạn ấy chia sẻ đồ của mình. Ryan có kế hoạch lén lút. Miếng phô mai này nhìn giống như cái kèn. Bạn có thể vừa tập thể dục vừa ăn nó luôn. Hình như Ryan để quên nước trong phòng thay đồ rồi. Huấn luyện viên cần buộc dây giày. Thật không đúng lúc. Nhưng không thể bỏ mặc các vận động viên nghiệp dư được. Mình cần trở lại chiến trường. Julia đã lấy nhầm kèn rồi. Bạn ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra hết mọi chuyện. Ủa khoan, sao không phát ra âm thanh? Mà tại sao cái kèn lại có mùi phô mai chứ? Sai chỗ nào ta? Kẻ phá luật đây rồi. Nhưng thay vì đồ ăn ngon lành, bạn ấy được thưởng thức âm thanh rất lớn. Vậy cái kèn của mình ở đó hả? Tội Ryan. Bạn ấy không chỉ suýt bị nghẹn cái kèn mà còn bị đuổi ra ngoài nữa. Sally luôn cố trở nên thời thượng. Hôm nay bạn ấy có đồ trang trí đặc biệt trên tóc. Chiếc kẹp tóc bằng kẹo dẻo thơm ngon. Lara rất thích ý tưởng này. Cả Julia cũng khen Sally vì sự nỗ lực của bạn ấy.
bạn cũng có thể tự thưởng cho mình bữa ăn nhẹ vì đã tập chăm chỉ để lấy lại vóc dáng. Người khác chỉ đạp mà không được ăn. Dáng bạn ấy đẹp đó nha. Nhưng ý tưởng của Lara đã thất bại. Vòng cổ ăn được của bạn ấy có mùi đường cả mét luôn á. Tẹo dẻo, không qua mắt được đâu. Không thể lừa Julia dễ như vậy đâu. Ryan không từ bỏ việc cố ăn trưa tại phòng tập gym. Bạn ấy mang cả một chén đường bột luôn. Huấn luyện viên có thể nghĩ đây là phấn để nâng tạ. Ngon quá. Chắc Julia sẽ không nhận ra đâu ha. Chỉ cần giấu bằng chứng kịp thôi. Cái gì đây? Nhưng Julia lại bị dị ứng đường. Bạn được điểm A cho nỗ lực, nhưng điểm F cho thực hành nha. Lara cũng có mẹo rất là hay. Nhưng bạn ấy không thể vào phòng gym với trang phục như vậy. Có vẻ như lén giấu đồ ăn dưới khăn không phải là ý hay. Bỏ hai cái bánh mì kẹp thịt này đi. Cơ thể sẽ hoàn toàn khác đi đó. Julia đã vạch trần nhiều kẻ phá luật đến nỗi bạn ấy không đếm được luôn. Charlie biết thêm một bí quyết làm đẹp. Khuyên mũi và khuyên tai trông khá ngầu đó nha. Chúng làm bạn ấy trông khỏe khoắn. Nhưng có điều gì đó lén lút đang diễn ra ở đây. Bạn có thể ăn trang sức này, kẹo làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Charlie lại đánh lừa được huấn luyện viên rồi. Hãy tin vào huấn luyện viên của bạn. Nếu Julia đề nghị tập eo trên đĩa, Lara sẽ làm như vậy. Nhưng bạn ấy có cách đặc biệt. Khi giảm cân mà dùng pizza thì sẽ vui hơn đấy. Vài động tác trên đĩa và một lát bánh pizza. Bí quyết để trở nên gầy và hạnh phúc. Nhưng Julia có thể truy tìm chiếc bánh pizza như chó săn. Xui quá Lara. Nhưng Ryan đang rất hạnh phúc. Ông trời cho con hả? Cảm ơn. Erica thích tập với quả cân hơn. Không phải quả cân cũ kỹ, là quả cân ngọt. Ngay khi Julia quay lưng lại, bạn có thể ăn một chút rồi. Và khi bạn ấy đến gần hơn, bạn nên dùng sức hơn để tập đấy. Đúng là một phụ kiện siêu hiệu quả. Julia thì không phát hiện ra gì hết. Lara là cô nàng mạo hiểm. Bạn ấy dám mang bánh donut vào trong phòng gym. Cái gì đây? Bánh donut? Không, là dụng cụ tập cơ tay. Ok, vậy bớt mạnh hơn nha. Đồ nốt tội nghiệp. Nhưng bạn vẫn có thể ăn đồ ăn thừa mà. Ryan quyết định dốc toàn lực. Bạn ấy muốn cho Julia thấy mình có khả năng. Cơ bụng của mình nè. Sốc đó nha. Chuẩn bị gặp ác mộng đi. Julia sẽ dạy cho bạn ấy một bài học. Chạy đi Ryan. Bạn có thích video mới này hay không? Hãy bình luận bên dưới cách bạn lén mang đồ ăn vào trong phòng tập gym nha. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thêm các kịch bản hài hước về phòng tập gym trên Room Gym Select.